vị, trước khi Paris by Night 119 chính thức bắt đầu thì Ngọc Hân có dịp trò chuyện cùng với quý khán giả. Và khi Ngọc Hân hỏi đến là khi mà quý vị nghĩ tới dòng nhạc, nhạc vàng, nhạc trữ tình quê hương, quý vị nghĩ tới một người ca sĩ nào, thì khán giả la lên là Thanh Tuyền và Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì ngày hôm nay Ngọc Hân xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và trò chuyện với nữ danh ca Thanh Tuyền. Ngọc Hân xin chào chị Thanh Tuyền. Chào Ngọc Hân. Cảm ơn Ngọc Hân cho cô Thanh Tuyền có giây phút tâm tình với tất cả khán thính giả của mình. Bài hát cũng như là phần trình bày của cô là một trong những tiết mục mà được chờ đợi nhất ở trong đêm nay. Thì cô có thể chia sẻ với quý khán giả là một thời gian thì cô mới trở lại với sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Thì cái cảm xúc trong lòng của cô bây giờ là như thế nào ạ? Cái mà cảm xúc của cô là khi cô rất là vui khi Trung tâm Thúy Nga làm một cuốn băng mà chủ đề là nhạc vàng, nhạc tình muôn thuở. Thật ra phải có, tại vì cái dòng nhạc này nó ăn sâu trong lòng của mọi người rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái dòng nhạc này cô đã, nó theo cô suốt 50 mấy năm đi hát rồi. Cho nên cô muốn dứt khoát là làm sao phải có một cuốn băng để đời và cho mọi người biết rằng cái dòng nhạc vàng, nhạc tình này mãi mãi và mãi mãi không có bao giờ mà nó mai một. Thưa cô, theo cô thì lý do tại sao mà lại khiến cho dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình quê hương nó lại trở thành muôn thuở và nó trở thành bất hủ và không bao giờ mai một ạ? Thật ra nó không có gì nó mà khó hiểu lắm con, tại vì cái dòng nhạc này nó chân thật lắm. Cái những cái lời ca nó đi thẳng sâu vào trong lòng người. Có những cái câu nói mà đôi khi con muốn nói với người yêu con, hay là con nói một cái gì, cái nỗi buồn con không thể chia sẻ với ai được, thì cái dòng nhạc đó, những cái lời đó nó thay con, nó nói. Thì nhiều người họ nói cái nhạc này, thật ra cô hát cái dòng nhạc này lâu rồi, cho nên mỗi cái bản nhạc cô hát đó giống như là một cái tâm trạng của cô vậy. Khi nào mà cô được người yêu thương hay có hạnh phúc thì cái tâm hồn cô nó cũng phơi phới vậy. Mà khi nào mà cô đau khổ thì những cái dòng nhạc nó có những cái lời nó làm cho mình giống như là mình không có ai chia sẻ được. Thì cô nghĩ cái dòng nhạc này nó tồn tại cho tới bây giờ. Mà mãi mãi cô tin là mãi mãi nó tồn tại là bởi vì chỉ có dòng nhạc này nó khi hát ra nó mới biết là dòng nhạc của Việt Nam. Nó không có like cái gì hết. Con đồng ý không? Cô ơi, ai cũng nói là nhạc vàng hoặc là nhạc trữ tình quê hương nhìn thì là tưởng là dễ, nhưng mà thật sự hát không hề dễ. Thì đối với cô, làm thế nào để mà hát thành công và truyền tải thành công cái hồn của một bài hát thưa cô? Con à, con đã vào trong cái giới văn nghệ rồi, con đã gặp nhiều ca sĩ rồi. Thì con cũng dư sức rồi. Nó rất là đơn giản. Khi con muốn hát một bài nào đó, con phải để cái máu, cái tim, cái hơi thở con trong cái bài hát đó. Thì con mới chuyển cái lửa được tới tâm hồn ta. Chứ con hát mà con chỉ nghĩ rồi con lo làm sao cho hát hay chưa đủ con. Đối với cô hát hay chưa đủ, mà con phải đưa cái trái tim của con, cái tình cảm con vô ở trong cái bài hát đó. Giống như là con là cái nạn nhân đó, con là nhân vật đó. Thì cái bài hát nó mới cho người ta một cái ấn tượng là nó có giá trị. Tại vì âm nhạc mà đối với cô nó là linh dược. Cho nên cô thấy, con thấy nhiều người tại sao họ buồn, họ không biết nói với ai, họ nghe nhạc. Cho nên nó hay lắm con. Cô ơi, bây giờ thì càng ngày càng có nhiều các bạn trẻ mà trở lại với dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình quê hương nè, nghe nhiều hơn và thậm chí là còn hát nữa. Thì cô cảm nhận như thế nào về điều này ạ? Tốt thôi. Nhưng mà cô chỉ mong là các em hát mà trong đầu đừng có nghĩ là phải hát cái này để mà đầu tiên theo trào lưu và ăn khách hoặc là đi make money này kia. Nhiều khi có nhiều em nói bây giờ tôi hát nhạc trẻ, bây giờ thôi nhạc trẻ thấy không ăn thì tôi phải chuyển qua nhạc này. Cái đó nó sai. Nhạc khi mình hát một bài nào không phải cần nhạc trẻ hay nhạc này, mà bản nào mà mình thấy nó rung động là mình cảm thấy nó mới là đúng, cái người nghệ sĩ mình trình diễn mới đúng. Cho nên cô chỉ mong là các em trẻ hát, dĩ nhiên cái lớp của cô rồi nó cũng mai một thôi, thì cái lớp trẻ hát mà hát làm sao cố giữ cho cái dòng nhạc này nó mãi 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 cho tới nó theo như vậy nó mới còn cái dòng nhạc Việt Nam của mình con ạ. Cô ơi, như vậy thì ngày hôm nay cô đã chọn bài hát gì để trình diễn trên sân khấu của Thúy Nga? Thật ra là cô chọn một bài trong cái cuốn băng mà Thúy Nga làm
cho cô là khoảng chừng 1971, tức là hồi đó độc nhất một tiếng hát của cô, mà gồm những bài mà hát trong tất cả quý vị nghe nhạc thế nào quý vị cũng có thể là quý vị bảo tồn được cái cuốn băng đó, là cuốn băng Thanh Tuyền số 1. Nó gồm những bài hay mà cái thời đó con có biết cái cuốn băng nó bán từ Bến Hải tới Cà Mau, nó nghĩa là nó đứng hàng đầu. Hồi xưa đó những cái cuốn băng mà làm nhạc thì nhiều ca sĩ lắm, nhưng mà Trung Tâm Thúy Nga là trung tâm tiên phong dám làm một tiếng hát trong một cuốn băng phát hành. Không ngờ cuốn băng đó là gọi là đứng hàng đầu. 45 năm rồi con. Hơn chứ con, đúng rồi, con phát hành lúc đó 71, 1971. Dạ, một cái bài hát mà nó có giá trị. Thì cái cuốn băng đó ra thì vừa đúng lúc trưng cầu dân ý cả toàn nước, cả toàn miền Nam lúc bây giờ từ. Thì cô được là báo Trắng Đen phát cái giải giống như bên mình là đứng hàng đầu về dòng nhạc này. Quá nhiều kỷ niệm. Đó thì quá trong đó cô mới lựa trong cái bài, trong những cái cuốn bài đó thì nó có nó Buồn Qua Phượng, Thương Hoài Ngàn Năm, Đà Lạt Hoàng Hôn, Không Bao Giờ Quân Anh, con biết nhiều bài lắm. Nhưng mà Bản Đô Ngã Chia Ly mấy chục năm chưa hát. Hôm nay cô hát trở lại. Hôm nay cô hát trở lại. Thưa quý vị, nếu mà nói với dòng nhạc mà trữ tình quê hương, dòng nhạc vàng, thì chắc chắn là tiếng hát của nữ danh ca Thanh Tuyền một trong những tiếng hát tiêu biểu nhất. Và nếu như quý vị đã yêu mến dòng nhạc này và yêu mến tiếng hát của cô Thanh Tuyền, thì chắc chắn quý vị phải ủng hộ cho DVD Paris by Night 119 với chủ đề nhạc vàng muôn thuở, để như cô Thanh Tuyền đã trình bày, để gìn giữ lại một cái nét gì đó rất Việt Nam, âm nhạc rất Việt Nam, thuần Việt Nam, và đó là một cái phần không thể thiếu của hồn dân tộc Việt Nam, đúng không thưa quý vị? Cô ơi, có một lời gì cô muốn chia sẻ với khán giả trước khi mình chia tay? Cảm ơn Ngọc Hân. Thanh Tuyền chỉ biết nói là tới giờ này, Thanh Tuyền chỉ biết cảm ơn quý vị và biết ơn quý vị rất nhiều. Nhờ quý vị mà Thanh Tuyền sống tới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, Paris by Night 119 đã phát hành khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Liên lạc ngay với Trung Tâm Thúy Nga, thuyngashop.com hoặc là 714-894-5811. Quý vị, DVD Paris by Night 119, chủ đề nhạc vàng muôn thuở lần này, quý vị sẽ thấy được sự kết hợp của ba chàng ngự lâm pháo thủ nè, ba chàng ngự lâm quân thưa quý vị. Đó chính là nam ca sĩ Khánh Lâm, nam ca sĩ Ngọc Ngữ cũng như là nam ca sĩ Tuấn Quỳnh. Xin kính chào quý vị. Chào đều dễ sợ luôn quý vị. Lần này thì ba tiếng hát của chúng ta cùng kết hợp trong một ca khúc Tam Ca. Bài hát này là bài hát gì? Vâng, đây là một bài hát mà Trung Tâm Ban giám đốc đã đưa cho ba đứa, đó là liên khúc Chúng Mình Ba Đứa, gồm hai bài. Bài thứ nhất là bài Chúng Mình Ba Đứa và bài thứ hai là Chiều Thương Đô Thị của nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh. Đây là lần đầu tiên mà ba tiếng hát của chúng ta cùng kết hợp với nhau, thì không biết là khi mà tập dợt đó, nó có cái có những câu chuyện vui hay là có một xíu trục trặc gì hay không, hay là mọi việc đều suôn sẻ? Thì ba anh em cũng đi chung uống cà phê và gặp nhau và nói chuyện nhiều rồi, cho nên thì tập dợt thì cũng rất là dễ dàng, thoải mái. Thì nhiều khi mình góp ý kiến vô thì không được thôi, tại vì lúc giữa thì anh Tuấn Bình nghĩ là mình đem chai rượu ra ba thằng vứt trên sân khấu luôn. Cái ý kiến chai rượu này là ở đâu ra vậy anh Tuấn Bình? Cái ý kiến là tại vì cái lúc giữa đó nó gian tấu đó, dạo hơi lâu mà ba anh em không biết nói chuyện gì, thôi tính đến lấy chai rượu ra, nhưng mà thôi để tìm cái gì đó nó hay hơn. Nhiều khi trên sân khấu uống nó cũng hơi cài. Dạ thì rốt cuộc không có đem chai rượu ra gì chứ mang cái gì ra sân khấu? Mang tình bạn thôi. Mang tình bạn ra nói chuyện thôi. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là nhạc vàng muôn thuở. Thì Ngọc Hân muốn hỏi ba ca sĩ là ba ca sĩ của chúng ta cũng thuộc về thế hệ trẻ trình bày cái dòng nhạc này, thì đối với các anh điều gì nó là nét đặc trưng của nhạc vàng, và khi mà hát nhạc vàng thì một người ca sĩ phải hát như thế nào? Nói về nhạc vàng thì khi mà người ca sĩ đã được trung tâm giao phó những bản nhạc về quê hương hay là đời lính chiến, thì cái tâm trạng cũng như những người chú, người bác ngày xưa người ta đi vì quê hương mà quên mình tuổi trẻ. Nên chi khi mà ba đứa được nhận lời thì rất là mừng, và tập với nhau thì hát thấy nó rất là nhớ những gì mà ngày xưa cha ông chú bác mình kể lại rất là hay, nên chị đã bỏ vô trong tâm diễn.
thoải mái trong người và liên kết ba đứa rất là vui. Ngọc Ngữ lúc trước trong cuộc TV Star thì Ngọc Ngữ có chia sẻ là tuy là còn rất là trẻ, tuy nhiên mà khi mà theo học thầy Nhật Ngân đó thì thầy Nhật Ngân cũng có chỉ dạy cũng như là chỉ bảo cho Ngọc Ngữ rất nhiều để mà cái cách hát cái dòng nhạc trữ tình quê hương này như thế nào được thành công. Thì có một điều về Ngọc Ngữ mà thầy Nhật Ngân đã dạy Ngọc Ngữ mà Ngọc Ngữ còn nhớ và muốn chia sẻ lại với khán giả khi mà hát dòng nhạc này hay không? Thầy Ngọc Ngữ có nhớ thầy có dạy là cái nhạc này là hồi xưa là các cô chú rồi là hát theo cảm xúc thôi, mỗi người có cảm xúc riêng cho nên mình cứ hát theo cảm xúc, rồi mình có gì mình thiếu chỗ này mình luyến lấy thì có gì mình sau đó rồi mình mới tính cái chỗ đó, nhưng mà trước nhất là phải có cảm xúc trong cái bài. Vậy Ngọc Ngữ làm cách nào để tìm cảm xúc cho những bài hát này? Nghe những cô chú anh chị đi trước trình bày lại nhạc phẩm này rồi mình học hỏi hay sao? Thì nếu mà hát nhạc tình mà buồn thì nhớ mấy con ghệ cũ vậy đó. Đây là phần gọi như là lột trần nhau, vạch trần nhau trên sân khấu của Paris by Night. Anh Tuấn Quỳnh hồi xưa thì cái lúc mà cái năm anh Tuấn Quỳnh đi TV Star thì Ngọc Hân chưa có dẫn cuộc TV Star. Tuy nhiên Ngọc Hân để ý có một cái điều mà giám khảo có trêu anh Tuấn Quỳnh, đó là hát y hệt như là cái gì kiếm hiệp vậy đó, phong cách rất là kiếm hiệp. Một người có rất là phong cách rất là kiếm hiệp mà hát nhạc vàng thì cái phong cách của anh khi mà anh hát mỗi bài nhạc vàng, anh cái mỗi khi mình hát một bài như vậy thì anh đem cái điều gì, những cái điều gì vào bài hát của mình anh? Cái nhạc vàng thì anh đã nghe từ nhỏ đã nghe chú Chí Linh, Tuấn Vũ, Duy Khánh, nhà cô Hương Lan, và nó lậm trong người từ nhỏ rồi, chỉ cần mình ca lên là nó có cái chất của dòng nhạc mùi. Dạ. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng nè, thần tượng của dòng nhạc này của mỗi người ca sĩ của chúng ta là ai? Mọi người phải có một người thần tượng chứ, đúng không? Có thể là một nhạc sĩ, không nhất định phải là một ca sĩ, có thể là một người nhạc sĩ. Thì một cái người nào đó mà đối với ba ca sĩ của chúng ta mà mình có thể là mình ngưỡng mộ hoặc mình học hỏi là ai? Đối với Khánh Lâm thì cũng được trao dồi bởi lớp nhạc Trường Sơn của Duy Khánh. Mê những ca khúc của ca nhạc sĩ Duy Khánh và nhạc sĩ Trúc Phương, đó là thần tượng của Khánh Lâm. Còn đối với Ngọc Ngữ thì hồi xưa khi Ngọc Ngữ bắt đầu hát thì hát rất là nhiều bài của thầy Nhật Ngân, cho nên lớn lên thì Ngọc Ngữ cũng rất là thần tượng thầy. Anh thì tất cả luôn, chú Chí Linh, Duy Khánh, Tuấn Vũ. Mà Tuấn Vũ như nhiều nhất. Tuấn Vũ, khi gặp chú Tuấn Vũ này thường khi kêu sư phụ. Xin cảm ơn Tuấn Quỳnh, Hàng Chi, thần tượng Tuấn Vũ, Hàng Chi lấy nghệ danh Tuấn Quỳnh. Nó giờ biết rồi đó. Cảm ơn Tuấn Quỳnh, cảm ơn Ngọc Ngữ và cảm ơn anh Khánh Lâm rất là nhiều. Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy ủng hộ thật nhiều cho Paris by Night 119 với chủ đề là nhạc vàng muôn thuở. Xin kính chào quý vị.